Ok, xin chào tất cả các em. Chúng ta lại bắt đầu với cái clip mới về cái phần bài tập phát hiện lỗi. Phần bài tập này là chúng ta đã đi được mấy phần, hôm nay thầy sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo và cũng tiếp tục phần cơ bản để cho bạn một số bạn sửa cái lỗi mất gốc, cái kiến thức tiếng Anh cơ bản. Bây giờ ta đi vào cái câu số 1. She admired his way of doing things very much. À, câu này chúng ta thấy là câu này nó sai ở chỗ này. Bởi vì sao? Vì động từ đi sau giới từ of thì ở đây chúng ta sẽ phải dùng cái động từ doing. Như vậy ở đây chúng ta phải dùng là doing. Ok. Câu thứ hai. I have to finish to write the report yourself. Oh, sorry, you have to. You have to finish to write the report yourself. Ok. Câu này tiếp tục sai chỗ đáp án này luôn. Tại sao đáp án này lại sai nhỉ? Đây chúng ta phải dùng là writing. Sau động từ finish kết thúc một hành động đang làm thì chúng ta dùng với mình. Câu tiếp theo. I remember that I have something new to tell you. Ok. Nào, lướt qua một lần nào. Ok, cái này là sai rồi. Chúng ta phải dùng là to tell. Câu tiếp theo, câu số 4. The president went fishing after he had finished his work. Tổng thống đi câu sau khi ông ta đã hoàn thành công việc. Như vậy hoàn thành công việc trước và đi câu sau. Và đi câu đã là quá khứ đơn rồi. Thì cái việc mà kết thúc công việc này nó phải ở thì quá khứ hoàn thành. Như vậy đây ta phải dùng là had finished. Ok. Had finished. Tiếp theo câu số 5. Nào, câu 5 nào. The farmer need to rotate the crop. Need to. Câu này sai. Và cái này chúng ta phải bỏ cái đuôi ed của cái động từ này đi. Ok. Now, number 6, câu 6. Người không hút thuốc thì thường cảm thấy không thoải mái khi một ai đó hút thuốc trong nhà của họ. Các bạn nhớ lại cái câu thức hôm trước thầy cho ghi. Sau động từ feel, chúng ta dùng một tính từ. Và đây người ta đang dùng trạng từ là sai. Và đây chúng ta phải bỏ cái đuôi ly của nó đi. Comfortable, uncomfortable. Đây, chúng ta căn cứ vào cái động từ này đây. Nào, number 7. Đây, ta thấy ở đây nó xảy ra vấn đề là vừa dùng unless mà lại vừa dùng did not là sai. Ở đây người ta không dùng gạch đến từ not cho nên ở đây chúng ta phải sửa cái phía đằng trước và chuyển unless thành if.
Câu số 8. Tom và bố của cậu ấy chơi tennis mỗi buổi chiều với những người bạn của họ. Tom và bố của cậu ấy. Như vậy ở đây chủ ngữ là hai người rồi, thì động từ ở đây không thể thêm es được, mà động từ ở đây chúng ta phải chia giống như chúng ta chia với chủ ngữ là they ở hiện tại đơn. Và động từ play này chúng ta để nguyên. Number 9. Câu số 9. Đây, cái này ta lại nhắc lại một lần nữa này. Đầu câu dùng although, sau dấu phẩy thì giữa chỗ này. Mặc dù hai cái nghĩa của này nó đối lập nhau nhưng chúng ta không dùng từ but ở đây. Như vậy từ này là sai và ta bỏ nó đi. Câu 10. Next, his parents nor his teacher are satisfied with his results. Okay, here. Cấu trúc neither nor thì động từ được chia theo cái chủ ngữ thứ hai, có nghĩa là từ his teacher ở đây. Vậy cái này là sai và chúng ta phải dùng là is. Câu tiếp theo. Nếu họ có đủ tiền thì họ sẽ đã mua một cái xe hơi vào ngày hôm nay. Đấy, như vậy là ta để ý vào thứ nhất là cái từ today này, hai đằng trước này, thì cái này là cái vế đằng trước nó đảm bảo là câu điều kiện loại 2 rồi. Nhưng vế đằng sau thì cái này nó đang nằm ở cái cấu trúc của câu điều kiện loại 3. Cho nên cái này sai. Và cái này ta dùng là push by. Ta chuyển nó về cấu trúc của câu điều kiện loại 2. Tiếp theo, câu số 12. Họ đã dừng hút thuốc bởi vì nó có hại cho sức khỏe. Dừng hút thuốc, bỏ hút thuốc thì ở đây chúng ta sẽ không dùng từ to smoke mà chúng ta phải dùng từ smoking. Dừng cái hành động đang làm lại hay là từ bỏ một cái hành động, cái thói quen nào đó. Câu 13. Đây nha, ta để ý này. Cái cấu trúc as well này, as long with này, hoặc là cái phần together thì cái này động từ nó sẽ được chia theo cái chủ ngữ đứng ở đằng trước này. Như vậy cái này là sai này. Và đây chúng ta chia là hasn't hay là has not. Câu 14. Giáo viên giận dữ với những học sinh bởi vì chúng không làm bài tập ở nhà. Ok. Cái này không, đoạn đầu này không vấn đề gì. À ok, here. Cái danh từ homework nó không phải là danh từ đếm được, cho nên là chúng ta không có dạng thức số nhiều của từ homework. Ok. Câu 15. The woman was too old that she could not run. Ok, here. Này ta đã nói về nó rồi. Cái này ta phải dùng là sâu, cấu trúc sâu rát đến nỗi mà. Câu 16. Never have they visit Eiffel Tower. Đây. Cái này người ta dùng never đứng đầu, người ta đảo cái động từ have lên đây. Thì cái động từ visit này nó vẫn phải thêm đuôi ed. Visited.
Câu 17. Daisy là một trong những học sinh thông minh nhất trong lớp của tôi. Đây là câu so sánh hơn nhất. Và đối với intelligent là tính từ dài thì chúng ta dùng most chứ không dùng more. Vậy đây chúng ta dùng là most. Tiếp câu số 18 cho thầy nào. Working provides people with personal satisfaction as well money. People. Ta thấy cái từ working này là chủ ngữ này. Nó là dạng danh từ số ít thì động từ này là sai. Ở hiện tại đơn động từ này chúng ta phải thêm s. Ok. Câu 19. A student has answered first three questions. Mỗi học sinh thì đã trả lời first three questions. Ok, câu này sai chỗ này nha. Và cái từ này chúng ta chuyển nó sang số ít. Student, ok. Câu tiếp theo. Câu 20. Am really excited going swimming with you. Nào, câu này chúng ta có cái từ excited này nó đi với giới từ gì nhỉ? Excited nó đi với giới từ about. Cho nên ở đây chúng ta sẽ dùng là excited about. Phấn khích về cái việc gì đó. Câu 21. All the food which are preserved can keep their form. Ok, cái câu này all the foods thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái đại từ quan hệ là just. Tiếp theo câu số 22. Faraday's father was so poor to send him to school. Câu này cấu trúc này là không đúng. Từ sâu ở đây là không chính xác. Câu này chúng ta có thể dùng cái từ to. Hai mươi ba là Peter was assessed being the cleverest in his class when he was at school. Câu này là một câu bị động, dạng bị động với động từ tường thuật. Và ở đây nó sai cái đáp án này. Being này. Và câu này chúng ta phải dùng là to be. Câu 25. Sorry 24. Today seem wonderfully for us. Đấy. Từ feel, từ seem là chúng ta dùng tính từ đi đằng sau nhé. Và ở đây chúng ta bỏ cái đôi ly của từ này đi. Wonderful. Wonderful. Câu 25. Mặc dù trời mưa, họ vẫn quyết định đi.
ta thấy ở đây nó là một mệnh đề nhá, một mệnh đề. Chỗ này ta thêm cái đuôi đi vào cho đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là cái này sẽ là sai. Despite of thì sau nó là một cụm danh từ. À sorry, đúng rồi. Cái này đang là một cụm danh từ mà. Sorry, thầy nhầm chút nha. Despite of the heavy rain, they decided to go. Despite thì không có of mà chỉ có inspire, còn despite thì chúng ta để nguyên như vậy. Ở đây chúng ta sẽ bỏ cái từ of đi nhé. Đây chúng ta bỏ cái từ of này đi này. Đó, bỏ cái từ of này đi. 26. Câu 26 này chúng ta phải sẽ dùng đáp án sai là từ đáp án này. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái câu này như sau. The his go. Câu 28. Mathematics and physics isn't easy subject. Cái từ and này này nó nối hai cái câu, hai cái danh từ này, thì cái chỗ này nó là số nhiều. Ta phải chuyển về câu 28. The children were told to apply for being rude to his brother. The children, thì cái này chúng ta sẽ sử dụng từ was. Was. The child was told to, nghĩa là đứa bé được nói là phải xin lỗi vì đã thô lỗ với anh của mình. Câu 29. It is very kind of you. Cái câu này là chúng ta cứ phải nhớ liên tục là it is a kind of hoặc very kind of, đều đi với of nhé. Bạn rất là tốt. Attending all the lecture are important to us. Câu này cái toàn bộ cái phần này mới là chủ ngữ của câu chứ không phải từ lecture. Cho nên ở đây đáp án sai là đáp án A. Và ở đây chúng ta sử dụng nó là is. Ok, hôm nay chúng ta đã hoàn thành 30 câu trong cái phần tiếp theo của phần ôn tập chữa lỗi mất gốc tiếng Anh bằng các dạng câu hỏi về phát hiện lỗi. Đấy. Các bạn về xem, có thời gian các bạn sẽ xem lại một lần nữa. Và những cái phần nào mà các bạn cảm thấy vẫn chưa hiểu thì các bạn comment vào phía dưới của clip để thầy sẽ giải đáp cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần bài của thầy ngày hôm nay. Xin cảm ơn.